Hello, xin chào tất cả các cô chú anh chị đã đến với kênh cây thuốc quanh ta của mình ngày hôm nay. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ về cái bài thuốc nó chữa những cái bệnh về sỏi thận và cái bệnh trĩ từ cái cây ngái này. Có nơi người ta còn gọi là cây sung dại hoặc là sung ngái. Đây là một cái loại cây nó mọc hoang trong tự nhiên. Chắc hẳn là nhiều người trong số chúng ta khi mà nghe đến tên cây ngái thì có vẻ hơi lạ đúng không ạ? Đây là một cái loại cây nó cũng rất là phổ biến và nó có rất là nhiều những đặc điểm. Nó giống như cây sung và cây vả vậy. Cây sung thì ở miền Nam cũng có rất là nhiều. Còn với cây vả thì ở những cái miền Trung, miền Bắc thì nó sẽ có nhiều hơn. Và cây sung, cây vả và cây ngái này nó có những cái đặc điểm cũng tương tự giống nhau, nhất là ở cái quả của nó. Cho nên là khi mà mọi người trước khi sử dụng thì mọi người nên tìm hiểu kỹ đó là cây thuốc gì để mà mình có thể sử dụng cái bài thuốc và mình trị bệnh. Ở đây là cái lá ngái đây mọi người. Thì lá cây nó sẽ mọc đối xứng và nó có hình bầu dục hoặc là trái son và nhọn ở chớp. Và cái lá ngái này nó có răng cưa. Và ở trên hai bề mặt lá của nó sẽ có cái độ nhám. Và đặc biệt hơn nữa là cái lá ngái này nó to gấp 3 lần so với cái lá sung. Cho nên là khi mà mình tìm cái bài thuốc để mình điều trị, mình tìm những cái nguyên liệu thì mình sẽ dễ dàng mình nhận ra. Và đây là những cái chia sẻ của mình để cho mọi người mình dễ phân biệt những cái cây thuốc trước khi mình sử dụng. Còn đây là những cái quả ngái của nó. Thì cái quả này rất là độc, cho nên là mọi người không nên sử dụng tùy tiện. Và cái quả ngái này nó cũng có cái lông nhám. Rồi khi chín nó sẽ có màu vàng. Còn đối với cái quả sung thì nếu như chín nó sẽ có màu cam đỏ giống như quả lê. Còn quả vả thì nó sẽ có hình dạng giống như quả sung, nhưng mà to và đẹp hơn. Cho nên là khi mà trước khi mọi người tìm cái lá ngái này để trị bệnh trĩ thì mọi người cần lưu ý những cái đặc điểm trên để mà mình sử dụng đúng cái cây lá ngái, tránh nhầm lẫn với những cái cây thuốc khác, nó sẽ gây cho mình cái kết quả không như mong muốn. Và sau đây mình sẽ chia sẻ với tất cả các cô chú anh chị về cái cách để mình chữa cái bệnh trĩ nội, trĩ ngoại, lòi rơm nó gây cho mình đau rát nơi hậu môn. Cái bệnh này nó cũng khá là nguy hiểm. Nếu như những người nào mà đang bị bệnh này thì nó sẽ không thể nào mà hấp thu được những chất dinh dưỡng và khiến cho cơ thể mình nó sẽ bị gầy đi. Và đầu tiên là cái cách để mình xông hơi và uống cái bài thuốc để mình chữa cái bệnh trĩ nội, trĩ ngoại. Đầu tiên là mọi người sử dụng 50g cái lá ngái này, mình đem rửa sạch, sau đó mình đem đi phơi khô và sắc cùng với 1 lít nước cho đến khi còn lại 1/3. Mình sẽ chia làm 3 phần và uống hết trong ngày. Và nếu như mình kết hợp cái bài thuốc uống này cùng với cái bài thuốc xông hơi thì mọi người sẽ chuẩn bị những cái loại lá gồm lá ngái, lá lốt và cây cúc tần và một miếng nghệ vàng nhỏ. Những cái lá thuốc thì mình sẽ rửa sạch, mình đun cùng với 2 lít nước. Khi sôi thì mình sẽ hạ lửa và mình tiếp tục đun thêm 10 phút nữa. Sau đó mình gạn cái nước thuốc đó và tiến hành xông hơi nơi hậu môn của mình. Mình sẽ sử dụng cái bài thuốc này kiên trì hàng ngày. Khi mà mình sử dụng kiên trì, nó sẽ giúp mình giảm đi cái sự đau rát nơi hậu môn khi mà đi đại tiện. Và bên cạnh đó, cái búi chỉ của mình sẽ ngày càng co nhỏ hiệu quả hơn. Khi mà mọi người xông hơi thì mọi người cần lưu ý là mình phải chờ cho nước nó vừa đủ ấm để mình khi mình xông nó sẽ không bị phỏng nơi hậu môn của mình. Bên cạnh đó, với những người nào mà bị đau nhức xương khớp thì gây ra cho mình là mỏi tay, mỏi chân, mỏi lưng. Cái bệnh này thường thì gặp nhiều ở những cái người lớn tuổi.
Thì để mà mọi người có thể điều trị được những cái bệnh đó thì mình sẽ bóc lấy cái vỏ của cái thân cây ngái này. Mình sử dụng 25 gram. Mình sẽ cạo sạch cái lớp vỏ ở phía bên ngoài, sau đó mình ngâm với nước vo gạo 2 tiếng. Là mình sẽ cạo sơ cái vỏ bên ngoài cho đến khi nó tới cái phần da xanh. Thì mình sẽ sử dụng cái vỏ đó mình ngâm với nước vo gạo 2 tiếng để mà mình có thể loại bỏ được những cái chất nhựa, những cái chất mủ có trên cái vỏ cây ngái này. Sau khi mình ngâm với nước vo gạo 2 tiếng, mình sẽ đem đi phơi khô. Sau đó mình sắc lấy nước, hoặc là mình có thể sử dụng cái vỏ đó mình ngâm rượu. Thì sau khi ngâm rượu thì mình dùng cái thuốc này mình xoa bóp thì nó sẽ giúp cho mình chữa được cái đau nhức xương khớp. Và cái cách thứ hai để mà mình có thể chữa đau nhức xương khớp, mọi người dùng 50 g rễ cây ngái, rồi 50 g rễ cây cọ xước và 30 g dây đau xương, 30 g rễ cây si mình đem đi sao vàng. Sau đó mình sắc thành cái nước thuốc và uống hàng ngày. Thì trong cái bài thuốc này thì ngoài rễ cây ngái ra thì những cái vị thuốc như là rễ cọ xước hay là dây đau xương hay là rễ của cây si là những cái vị thuốc mà nó chữa cái bệnh đau nhức xương khớp rất là hay luôn. Đó là những cái vị thuốc mà khi mình kết hợp với nhau, nó là một trong những cái cách để mình chữa đau nhức xương khớp. Bài thuốc tiếp theo nó cũng chữa bệnh về đau nhức rồi xương khớp và đặc biệt là chữa bệnh phong thấp. Để giúp cho mình giảm sưng, giảm đau và mạnh gân cốt thì mình sẽ có những cái bài thuốc như sau. Đầu tiên là mình sẽ sử dụng 40 g rễ cây ngái, 20 g tầm gửi trên cây ngái. Thì cái tầm gửi trên cây ngái mình cũng chịu khó tìm. Rồi 15 g rễ cây sáu hổ, mình sử dụng rễ cây sáu hổ tía. Và 12 g rễ cây cam sành mình đem đi phơi khô. Sau đó mình đem đi sao vàng. Tiếp tới là mình chuẩn bị 12 g rễ cây muống biển, mình đem đi ngâm ngâm nước vo gạo qua đêm, sau đó mình đem đi phơi khô. Thì dùng tất cả các nguyên liệu trên á, mình sẽ đem đi sắc cùng với 1 lít nước cho đến khi cạn còn lại 300 ml nước. Cái bài thuốc này mình sẽ chia làm 3 phần và uống hết trong ngày. Mỗi ngày như vậy thì mình sẽ sử dụng một thang. Thì đây là cái bài thuốc để mà mình chữa những cái bệnh về phong thấp, xương khớp và đau nhức xương cũng rất là tuyệt vời. Và đó là những cái tác dụng của cây ngái mà mình muốn chia sẻ với tất cả các cô chú anh chị ngày hôm nay. Nếu như mọi người có yêu thích, hãy để lại một like cũng như là bấm vào nút đăng ký.